Chào mừng các bạn đến với các bài học của Trung tâm Đào tạo Thú y trực tuyến chất lượng cao VietVet. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bài học về sử dụng vitamin K nhé các bạn. Ở bài học này chúng ta sẽ biết về cái tác dụng của vitamin K, cái cách để chúng ta giải độc nếu như chúng ta dùng quá liều vitamin K, cũng như là các cái tác dụng phụ và thận trọng trong lúc sử dụng vitamin K, cũng như là cái dược động học và cái cách để chúng ta bảo quản nó như thế nào nhé các bạn. Thì các bạn cùng tôi bắt đầu bài học nhé. Thì vitamin K này các bạn, nó có ở trong động vật và thực vật, cũng như là ở trong các cái dạng vi khuẩn gram âm của cái đường ruột nó tiết ra cái vitamin K nhé các bạn. Bình thường á, thì cái vi khuẩn ruột nó sẽ tổng hợp đủ vitamin K cho các con vật. Cái trường hợp mà thiếu vitamin K vừa phải các bạn, thường á, là do cái tình trạng hấp thu kém, tắc mạch, hoặc là do dùng cái thuốc kháng sinh. Thì đối với các trường hợp này á, các bạn có thể cho con vật nó uống cái vitamin K để nó có thể đủ lại cái lượng vitamin K cho cơ thể nhé các bạn. Còn cái trường hợp mà thiếu vitamin K nghiêm trọng do cái tình trạng tắc mạch trên con vật, hoặc là do các cái cơ quan nội tạng bị xuất huyết, tôi ví dụ là trong trường hợp bị các cái dạng bệnh lý như là bạch vô chẳng hạn, thì các bạn cần phải tiêm vitamin K. Các bạn chú ý nhé, cái này các bạn tiêm chứ các bạn không có được cho uống như là cái trường hợp ở trên nữa, bởi vì nó là cái dạng nặng rồi. Và khi mà tắc mạch á, các bạn chú ý là vitamin K nó sẽ không được hấp thu tốt. Do đó cái nồng độ các cái yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K nó sẽ giảm. Các yếu tố đông máu đó các bạn là các yếu tố như là 2 nè, 7, 9 và 10. Thì các yếu tố này nó giảm thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là xuất huyết ở trên con vật. Thì vitamin K đó các bạn, nó là một cái thành phần quan trọng của cái hệ enzyme gan tổng hợp ra các yếu tố đông máu, ví dụ như là prothrombin, cái yếu tố mà 2 nè các bạn, và các yếu tố như là 7, 9 và 10, cũng như là các cái protein C và protein S chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta điều trị với các cái dạng thuốc chống đông kiểu Coumarin, thì vitamin K nó sẽ đẩy ra khỏi cái hệ enzyme này, làm giảm đi cái sự sản xuất của các yếu tố đông máu. Vì đây là cái kiểu thay thế cạnh tranh nên cái nồng độ cao của vitamin K nó có thể hồi phục lại cái sự sinh sản ra cái yếu tố đông máu. Do đó vitamin K đó các bạn, nó là một cái thuốc giải độc khi mà dùng quá liều cái Coumarin. Các bạn chú ý nhé. Thì để tôi nói sơ qua cho các bạn về cái cơ chế của cái thuốc Coumarin các bạn. Thì cái Coumarin này là các cái yếu tố đông máu như là 2, 7, 9, 10 nó chỉ được hoạt hóa ở gan nhờ cái enzyme carboxyla và coenzyme là vitamin K ở dạng khử. Thì sau cái quá trình này, vitamin K dạng khử nó sẽ trở thành cái dạng oxy hóa. Thì dẫn sức Coumarin đó các bạn, nó sẽ ức chế cái chuyển cái vitamin K dạng oxy hóa thành dạng khử. Thì nó ức chế ở cái giai đoạn này đấy các bạn. Cho nên đó các bạn, khi mà trong tủ thuốc các bạn có vitamin K thì các bạn hãy mua thêm cái Coumarin này, để khi mà chúng ta sử dụng quá liều vitamin K thì chúng ta có thể sử dụng cái Coumarin để giải độc, hoặc ngược lại khi chúng ta sử dụng Coumarin nó quá liều thì các bạn có thể sử dụng cái vitamin K để giải độc cho con vật ngay lập tức. Các bạn chú ý nhé. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái cách sử dụng và phối hợp thuốc trong thú y, các bạn có thể theo học cái chương trình chất lượng cao một thầy cô kèm một học viên. Chắc chắn là nó sẽ giúp các bạn vững tay nghề và chăn nuôi tốt. Thì hiện tại Trung tâm Đào tạo Thú y trực tuyến chất lượng cao VietVet đang có các cái khóa đào tạo về thú y. Thì các bạn nào có quan tâm thì chúng ta hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057 qua Zalo hoặc là gọi, để chúng ta được tư vấn và chúng ta được sắp xếp cái lịch học gần nhất nhé các bạn. Thì đó là cái phần về tác dụng của vitamin K. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái tình trạng về cái phần quá liều của vitamin K các bạn. Thì vitamin K nó có thể kháng nhất thời các cái chất chống đông, ức chế prothrombin, đặc biệt là nó dùng với cái liều lớn. Thì nếu như đã dùng những cái liều tương đối lớn vitamin K, các bạn có thể phải dùng cái liều thuốc chống đông ức chế prothrombin lớn hơn cái liều bình thường, hoặc là các bạn dùng một cái chất tác dụng theo cái cơ chế khác, ví dụ như là heparin natri chẳng hạn. Và cái phần tiếp theo các bạn, đó là cái chống chỉ định ở trên cái vitamin K này, thì thường là chống chỉ định các con vật nó có tiền sử bị dị ứng với vitamin K trước đó nhé các bạn. Và cái tác dụng phụ của dạng vitamin K này thường là rất hiếm các bạn. Cái hiện tượng mà phản vệ khi mà dùng đường tiêm nó rất là hiếm khi xảy ra. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn nhé. Và các cái hiện tượng như là kích ứng tại chỗ tiêm,
thì nó ít gặp khi là chúng ta tiêm cái dạng nhỏ vitamin K. Mà thường ở trên những cái con vật mà lớn mà chúng ta tiêm vitamin K thì các cái hiện tượng tác dụng phụ này nó hình như là cái tỷ lệ xảy ra của nó là thuộc dạng rất là thấp. Cho nên là tôi sẽ không có nêu chi tiết ở đây cái tác dụng phụ như thế nào nhé các bạn. Và các bạn phải thận trọng lúc mà chúng ta dùng vitamin K. Tức là vitamin K nó có thể gây ra tan huyết ở những cái con vật mà nó có cái tình trạng khuyết tật di truyền do nó thiếu cái glucose 6 phosphate dehydrogenase. Và các bạn dùng cái liều cao đối với những cái con vật mà bị bệnh lý gan nặng mà các bạn không có chẩn đoán được thì nó có thể làm suy giảm nghiêm trọng cái chức năng gan của con vật đó. Các bạn chú ý nhé. Và cái liều mà chúng ta dùng cho những cái con vật nhỏ đó các bạn chú ý là chúng ta nên có một cái khoảng liều nhỏ, ví dụ như là 1 mg trong các cái ngày đầu lúc mà con vật vừa mới sinh hoặc là con vật sinh sau đó khoảng 1 tuần, vì cái hệ enzyme của con vật nó chưa có trưởng thành, cái hệ enzyme trong gan các bạn nó chưa có trưởng thành, mà nếu chúng ta sử dụng vượt quá mức 1 mg trong ngày, nếu như các trường hợp các bạn cần thiết sử dụng vitamin K thì các bạn sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hệ thống xử lý của cái gan trên con vật, và nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái tình trạng sau này của con vật rất là nhiều nữa. Các bạn chú ý nhé, trong cái trường hợp mà bị xuất huyết nặng các bạn thì các bạn cần thiết chúng ta phải có thể truyền máu hoặc là truyền các thành phần của máu cho con vật, chúng ta không có dùng cái vitamin K này, các bạn chú ý nhé. Và cái vấn đề tiếp theo nữa là cái tương tác thuốc các bạn, thì vitamin K này nó đối kháng với tác dụng các cái thuốc chống đông nhóm coumarin như ở phần ở trên tôi đã giải thích cho các bạn đó. Cho nên là các bạn trong cái tủ thuốc chúng ta có vitamin K thì bắt buộc các bạn phải có mua thêm cái coumarin để hai cái loại này nó có thể giải độc cho nhau nếu như mà trường hợp chúng ta dùng quá liều, nên các bạn đặc biệt chú ý nhé. Và cái vấn đề nữa là về cái dược động học các bạn, thì sinh khả dụng của cái vitamin K này sau khi tiêm vào bắp các bạn là khoảng 50%. Tuy nhiên không được tiêm bắp nếu như mà cái nguy cơ ở trên con vật nó có những cái hiện tượng về xuất huyết cao, các bạn chú ý nhé. Và có sự khác biệt lớn về cái nồng độ trong huyết tương giữa các con vật sau khi tiêm bắp, chứ không phải là lúc nào mà chúng ta tiêm bắp cho con vật thì cái nồng độ của vitamin K nó cũng đủ với cái lượng mà các bạn cần thiết. Cho nên các bạn cần phải chú ý, chúng ta còn phải xem xét cái tình trạng của con vật như thế nào nhé các bạn, để chúng ta có được cái nhìn tổng quát nhất cũng như là chúng ta có được những cái đánh giá chi tiết và chúng ta có được cái phác đồ tiếp theo nó phù hợp, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng duy trì một cái liều duy nhất vitamin K trên con vật thì đó là sai. Cho nên là tôi muốn chú ý để cho các bạn nắm chắc được cái vấn đề đây. Và một cái vấn đề nữa mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là cái vấn đề bảo quản vitamin K các bạn. Vitamin K chúng ta cần phải tránh ánh sáng và cho các bạn bảo quản dưới 30 độ nhé các bạn. Dưới 30 độ C thì chúng ta không được bảo quản lạnh các cái dạng thuốc tiêm của vitamin K. Các bạn đặc biệt chú ý giúp tôi nha. Không được bảo quản ở cái dạng lạnh các cái dạng thuốc tiêm vitamin K. Và chúng ta không có được dùng các cái thuốc tiêm đã bị tách pha hoặc là có xuất hiện các cái giọt dầu ở bên trong của cái thuốc. Các bạn đặc biệt chú ý nhé. Thì đây là cái bài học hôm nay mà tôi muốn giới thiệu các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog cũng như là chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người cùng nhau gia tăng thêm kiến thức. Cũng như là các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y trực tuyến chất lượng cao Vietvet đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, v.v. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là tìm hiểu thêm về các thông tin khóa học thì các bạn hãy liên hệ ngay với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.